tôi đã đi qua con đường nào, ngài ra pháp trường mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo ngài, xin cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. Kính chào quý khán thính giả của chương trình VNA TV. Vừa qua là một trích đoạn của cuộc diễn nguyện cuộc thương khó của Chúa Kitô tại giáo sư Đức Mẹ La Vang. Bây giờ thì em xin được hỏi anh Quyền, thì anh có cảm nghĩ như thế nào qua cái cuộc vừa rồi anh vừa nói chuyện với một người là diễn vai Đức Mẹ và một người là diễn vai Đức Chúa Giêsu qua cái diễn nguyện 3 năm về trước tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang? Và xin anh cho biết luôn là hiện tại giáo xứ của Đức Mẹ La Vang sẽ có những cái buổi diễn, sẽ tổ chức cái buổi diễn nguyện của cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong năm này như thế nào? Vâng, thưa cô Huệ, trước hết trả lời những cái câu hỏi của cô Huệ đây thì cũng xin giới thiệu với quý vị anh Paul Nguyễn. Anh là một cựu chủ tịch giáo xứ Đức Mẹ La Vang 17 năm vừa qua. Tức là giáo xứ Đức Mẹ La Vang chúng tôi bắt đầu thực hiện xây nhà thờ Đức Mẹ La Vang là 17 năm rồi. Và cho tới năm thứ 17 chúng tôi sẽ sắp sửa thánh hiến 17 năm giáo xứ Đức Mẹ La Vang thành lập. Và cũng tiếp lời cô Huệ là xin anh Paul gửi lời chào đến quý khán thính giả. Vâng. Kính chào đài VNA TV và chào ông Chủ tịch Quyền và chị. Dạ, kính chào anh Paul. Vâng. Dạ. Và như Huệ cũng đã thấy đó thì anh Paul đã 17 năm vừa qua. Lúc đó anh là chủ tịch của giáo xứ Đức Mẹ La Vang, thấy không? Và cái lúc đó anh Paul thấy ông khó phải không? Giáo xứ nó rất là khó, là tại vì giáo xứ Mẹ La Vang là một giáo xứ mà biệt lập của người Việt Nam, thành ra cái gì nó cũng khó mà mới quá. Ông này là cái ông mà chịu những cái khó khăn nhất của lúc mà coi như là cái bước người ta là vạn sự khởi đầu nạn đấy, là ông chịu hết. Chính vì vậy mà ông thấy ông tự nhiên Chúa ban cho ông có sức khỏe mà ông hiền lành nữa. Nhưng mà để trả lời cô Huệ thì thực sự ra cái buổi diễn nguyện của giáo sư Đức Mẹ La Vang thì nó vào ngày 19 tháng 3 phải anh Paul ha? Ngày 19 tháng 3 lúc 6 giờ thì có trên màn ảnh đó quý vị cũng lúc 3 giờ thưa anh. Lúc 3 giờ ngày thứ 6 chứ. Ngày thứ 6 tất cả đã có trên màn ảnh. Thì như anh Paul cái part đầu á làm hai diễn viên, diễn viên Đức Chúa Giêsu và diễn viên Đức Mẹ. Thôi hai diễn viên nó rất là đẹp và rất là phù hợp với cái vai trò. Đó, để trả lời câu hỏi của cô Huệ là hai người diễn viên đó đã đóng Đức Chúa Giêsu đã đóng là năm thứ nhì rồi. Dạ, năm thứ nhì. Và Đức Mẹ cũng Đức Mẹ thì cũng hình như là hơn đó hả? 3 năm hả? 3 năm hay 4 năm gì phải không? Dạ, vâng. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thì cũng 3 năm hay 4 năm gì. Thì cái phần đầu như quý vị cũng đã thấy đó, một hình ảnh và một đạo diễn của giáo xứ Đức Mẹ La Vang đó là một cái tài năng mà Chúa ban cho mỗi người, mỗi tài năng khác nhau. Thì như anh Hòa cũng thấy đó, cái tài năng của như anh Paul cũng thấy tài năng của anh Hòa rất là tuyệt vời, vừa làm họa sĩ mà còn vừa làm đạo diễn nữa. Đó, và chọn những vai cũng rất là thích hợp nữa, và cái tài năng và cái khôn khéo và cái sáng tạo của anh rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà cái phần đầu đó thưa cô Huệ, cô Huệ thì mới vô cái phần thứ nhì thôi chưa biết cái phần đầu, nhưng mà thực sự cái phần đầu là cái phần mà cũng nói lên được tất cả những cái cảm nghĩ, tất cả những cái suy tư, tất cả những cái mà tình cảnh, cảm tình hoặc là những cái xúc cảm ở trong một cái cuốn phim. Thì chính vì vậy mà chúng tôi cũng thay mặt giáo sĩ Đức Mẹ La Vang mời quý vị đến tham dự cái buổi. Nó không tham dự là hình như là nó thiếu sót một cái gì là uổng lắm đấy. Đấy, chính vì vậy mà mời quý vị đến để mà tham dự cái ngày như quý vị ngày giờ trên màn ảnh. Xin quý vị theo dõi thưa cô ạ. Vâng, thì vừa rồi đó thì em thấy hai nhân vật chính nói chuyện và nói đến cái cảm nghĩ của mình và cái cảm xúc của mình khi mà đóng một cái vai trò mà quan trọng trong một cái câu chuyện mà diễn biến lại tất cả những cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Thực sự không phải dễ, rất là khó. Tại vì đó là những cái vai trò mà mình phải nói lên những cái cảm xúc của mình làm sao cho đúng với những hình ảnh và những cái câu chuyện mà họ phải diễn tả. Thành cho nên cho một câu chuyện như thế mà thay vì một câu chuyện nó vui thì rất dễ là mình cười nói mình vui, nhưng mà một câu chuyện phải diễn tả những cái đau đớn, những cái khổ sở phải phát xuất từ trong tâm mình đi ra nữa. Thì em xin được hỏi anh Paul là anh cảm thấy như thế nào khi mà trong khi đó giáo xứ Đức Mẹ La Vang mấy tuần nay vừa sửa soạn, vừa đóng Nhà Mồ Chúa, vừa làm Nhà Mồ Chúa, và các anh đạo diễn, anh Hòa đã bắt đầu sửa soạn cho những cái vai diễn và cách tập dượt cho cái ngày cái diễn nguyện của cuộc thương khó Chúa Giêsu thưa anh. Dạ, được ông chủ tịch và ban mục vụ trao phó cho anh em Liên Minh Tín Tâm trong công việc để tổ chức lại những cái diễn nguyện sự về sự thương khó của Chúa. Đã bao năm qua thì trước đây thì giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã có hoạt cảnh này rồi. Nhưng mà trong một thời gian ngắn vì Covid thành ra chúng tôi bây giờ cha giám quản mới họ cha ngài muốn tổ chức lại. Chúng tôi rất là được hân hạnh, để làm những công việc này. Tại vì các giáo sư khác đang ước mong mà không được. Cho nên rất là cảm ơn ông chủ tịch. Huệ có biết rằng mấy tuần vừa rồi đó, anh có ra nhà thờ anh chơi á, phải là chơi đâu mà cũng sửa soạn cho cái ngày mà ngày tuần thánh đó, tuần thánh với ngày chay đó. Thấy anh Paul đứng coi phải thì cũng là theo dõi nhiều lắm đó, đứng để mà cũng cố vấn. Anh khiêm nhường anh không nói ra thôi, chứ anh cũng cố vấn. Anh nói phải đánh như thế này, phải té như thế kia. Một ông chủ tịch mà đã qua được cái trường lớp như vậy rồi thì chắc chắn là sẽ biết về giáo xứ của mình. Và tất cả các anh em, anh ấy đã qua khoảng chừng 4-5 lần về diễn nguyện rồi đó thưa cô ạ. Kính thưa quý khán thính giả, thì như tâm tình vừa qua là ông cựu chủ tịch là anh Paul Nguyễn và anh chủ tịch là anh Quyết Vũ vừa cho quý khán thính giả được biết rằng giáo xứ Đức Mẹ La Vang đang sửa soạn cho một cuộc diễn nguyện cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cẩn thận như thế nào và từng bước một, từng những quần áo và tất cả những diễn viên phải tập như thế nào, và giáo xứ Đức Mẹ La Vang sẽ chuẩn bị cái buổi diễn nguyện cuộc thương khó của Chúa Giêsu như thế nào. Thì kính mời mọi người cùng đến vào tuần Tam Nhật Thánh là thứ 6, tuần Thánh ngày 29 tháng 3 và năm 2024 lúc 3 giờ chiều để chúng ta cùng tham dự. Trước nhất là chúng ta suy gẫm lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và sau đó là chúng ta cùng thưởng thức phải gọi là như quý vị đang trên màn ảnh của quý vị đó, thì những quân lính đang đánh Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đang vác thánh giá. Bây giờ đó thì đó là một trong những cái công việc mà những cái phải gọi là cái tấm lòng của tất cả quý tín hữu và các anh chị của trong giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã tận tâm tận lực và thật là vui và thật lấy làm hãnh diện khi được mình đã được đứng ra để mà làm những công cuộc như là cuộc thương khó của Chúa Giêsu vậy. Thì bây giờ thì chúng ta qua một phần khác là chúng ta giáo xứ của Đức Mẹ La Vang là chúng ta đang trong cái chương trình mà xây cất. Vừa rồi thì chúng ta đã xong cái phòng sinh hoạt và ông thưa hai ông chủ tịch. Thì bây giờ là hiện tại là cái công trình đang thực hiện đến cái giai đoạn chót để xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang. Xin ông chủ tịch được cho biết thì cuộc diễn biến hiện tại đang như thế nào thưa anh? Thưa cô Huệ và thưa tất cả quý khán giả của VNATV. Thực sự ra thì cái gì nó cũng có một cái giai đoạn cũng có thăng trầm đó thưa ông chủ tịch, với thưa cô Huệ, với thưa quý khán giả. Thăng trầm những cái khó khăn chẳng hạn như vừa rồi mình gặp, như ông chủ tịch nói là gặp Covid đó. Thì trong cái Covid đó là tất cả các sinh hoạt, tất cả các xây cất đó đều bị ngưng lại hết. Mà ngưng lại hết thì tiền đó thì nó lại tăng lên. Rồi cũng vì cái Covid mà tiền bạc nó khó khăn. Tại vì khi mà Covid một cái là mọi sắt rồi thép rồi xi măng rồi tất cả mọi thứ nó đều ảnh hưởng, rồi chuyên chở nó không đến. Thành ra nó khó khăn, mà càng khó khăn như vậy thì nó càng khan hiếm, mà càng khan hiếm thì nó lại càng mắc. Chính vì vậy mà giáo xứ Đức Mẹ La Vang phải nhận một cái khó khăn như vậy. Tiền bạc thì nó lên, mà công việc á, thì lại bị gián đoạn như vậy. Mà nói đến đây thì thực sự mà nói rất là thương, rất là cảm kích và rất là tất cả những cái cảm động, tất cả những cái tấm lòng và biết ơn tất cả những cái tấm lòng của tất cả các giáo dân giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã hy sinh rất là nhiều. Có những cụ già đóng từng đồng, từng năm 3.000 mà cụ già nói tôi phải xin tiền con tôi phải lấy tiền già, làm chúng tôi rơi nước mắt luôn. Cũng chính vì vậy mà giáo xứ Đức Mẹ La Vang cho tới ngày hôm nay dù gặp khó khăn nào cũng vẫn vượt qua được. Và mời quý vị đến tham dự buổi diễn nguyện vào ngày tháng 3, nhưng tuy nhiên tháng 3 ngày 29 tháng 3 có trên màn ảnh. Tuy nhiên cũng mời quý vị đến để mà tham quan cái công trình giáo xứ của chúng ta đã đi tới đâu rồi. Chẳng hạn như linh đài Đức Mẹ La Vang thì bắt đầu đã được gần xong rồi. Và hình tượng Đức Mẹ rất là đẹp, và cao tới 14 feet. Đó, từ dưới chân mà cao tới 14 feet. Và ba cái cây mà cây đa chung quanh đó là những cái cây truyền thống, hình ảnh của Quảng Trị La Vang sẽ được mang về giáo xứ Đức Mẹ La Vang, một giáo xứ rất là nghèo, cũng giống như Đức Mẹ hiện ra 30 năm về trước, mấy trăm năm về trước. Một nơi linh địa, một nơi La Vang rất là nghèo. Cũng vì vậy mà giáo xứ Đức Mẹ La Vang hy sinh, cố gắng, tận tâm, tận lực, và cho tới ngày hôm nay đã linh đài La Vang cũng được 80-90% rồi thưa cô Huệ. Thì như ông chủ tịch vừa nói đó, thì cái phải nói rằng có rất là nhiều kỷ niệm của giáo xứ Đức Mẹ La Vang mà làm cho mình đôi khi nhắc đến mình sẽ có những cảm xúc vui buồn. Và trong đó đó là với ông cựu chủ tịch là anh Paul Nguyễn Đê. Hiện tại bây giờ thì cũng có một cái giai đoạn anh là trưởng ban của Liên minh Thánh Tầm, và của Huynh đoàn Liên minh Thánh Tầm. Thì em thấy thiệt không thể nào mà em nói được là các anh quá tận tâm, các anh quá nhiệt tình và hy sinh cho giáo xứ. Từng việc là các anh không bao giờ các anh bỏ qua một cái điều gì, và các anh không có trăn trở hoặc là than thở bất cứ một điều gì khi các anh phục vụ và làm việc cho giáo xứ. Trong cái công trình mà đang xây cất linh đài Đức Mẹ La Vang đó thưa anh Paul, thì anh có cái ý tưởng như thế nào? Trong anh cảm thấy vui mừng, hay là anh có những cái khắc khoải gì mà anh muốn chia sẻ không thưa anh? Cảm ơn chị Huệ với là ông chủ tịch. Không phải riêng cá nhân của Paul mà tất cả các giáo dân hàng ngày đi lễ để mong mỏi cho được thấy được cái linh đài Đức Mẹ La Vang hoàn thành, để có Đức Mẹ đã ban ơn nhiều rồi. Đức Mẹ đã từng ban ơn cho giáo về tất cả những giáo hữu cùng chạy tới, nhưng mà ai cũng muốn được vinh dự thấy mặt Đức Mẹ ngay ở chỗ cộng đoàn mình. Đó thì riêng cá nhân Paul cũng vậy, rất là được hân hạnh, nhưng mà tất cả những công tác với công việc ông chủ tịch đã gắn hết rồi, thành ra bây giờ mình nhìn thôi. Xảy ra như ông chủ tịch nói hơi quá đấy, tại vì người ta nói á, vạn sự khởi đầu nan, cái khó khăn anh lãnh hết rồi. Khi mà cái dễ thì tôi tới sau rồi tôi được hưởng, giống như mấy ông tổng thống nữa. Tổng thống nhiều khi mấy ông trước ông làm được biết bao nhiêu cái tốt đẹp, cái ông tổng thống thứ nhì lên cái là hưởng. Tôi hiểu y hệt như vậy, mọi khó khăn thì anh đã làm rồi. Tại vì lúc đầu tôi thấy giáo xứ Đức Mẹ La Vang là rất thành lập mà riêng biệt đấy, thành ra mọi dân tộc mọi giáo dân đều khắp thứ phương, thì đương nhiên là mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi cái hoàn cảnh, thành ra nó khó khăn trong lúc đầu. Các cha cũng phải chịu đựng những cái khó khăn đó, rồi các ông chủ tịch cũng phải chịu đựng những cái khó khăn đó. Mà tôi thì cũng được rất là sung sướng, và cũng cảm ơn ông chủ tịch, cựu chủ tịch của giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã lãnh những cái phần khó khăn. Vì tôi tới thì mọi sự nó ready rồi, tôi chỉ có làm thôi đó, thành ra tôi cũng rất là vui. Vâng, thưa cô ạ. Vâng, với một cái niềm mà hy sinh không quản ngại của hai ông chủ tịch, phải nói là như vậy. Anh Paul thì ngay trong giai đoạn đầu thì như anh chủ tịch Quyền vừa nói là đã bao nhiêu công việc mà anh đã trải qua, và đến giờ này anh vẫn còn là cái người đứng đầu trong một huynh đoàn Liên minh Thánh Tâm, là một cái huynh đoàn mà là trụ trì chính của một giáo xứ. Và các anh em trong huynh đoàn Nam Minh phải gọi rằng các anh quá tận tâm, quá tận tâm. Đến giờ này, hiện tại bây giờ là ở trên giáo xứ, bây giờ các anh đang vần vũ để lo tất cả những cái công việc của Tam Nhật Thánh, của tuần thánh, của mùa phục sinh sắp đang đến đó. Dạ, thì ngoài cái những công việc mà cần sửa soạn cho cái Tam Nhật Thánh là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tam Nhật Thánh đó, phải không anh? Thì đó thì còn thêm một cái diễn nguyện mà đạo diễn là anh Hòa thì đang là cũng em thấy anh cũng đang rất là cố gắng hết sức của mình để mà chuẩn bị từng cái nhà mồ, các anh làm một cách rất là quy mô. Vâng, thì để quý vị xin kính mời quý vị cùng hãy đến và chúng ta cùng tham dự buổi diễn nguyện cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và trong cũng nhân dịp của cuộc thương khó của Chúa Giêsu này thì quý vị cũng thăm giáo xứ Đức Mẹ La Vang, và quý vị cũng thấy được là những cái thành quả mà giáo dân của giáo xứ Đức Mẹ La Vang trong tất cả là trong cái công cuộc mà xây dựng này cũng phải đến gọi là 10 năm, gần 10 năm. Anh rất là chịu đựng và hy sinh, và chắt chiu và đóng góp từng đồng, từng phải gọi là từng viên gạch nhỏ cho giáo xứ. Và cho đến ngày hôm nay thì linh đài Đức Mẹ La Vang cũng đã đến vào cái giai đoạn chót. Rất là mừng, rất là vui. Em nghĩ là chắc có lẽ khoảng độ vài tuần nữa thì chúng ta mừng ngày là đưa Đức Mẹ lên đó. Đúng rồi. Để mà gắn Đức Mẹ lên cái sàn thì cô Huệ nói linh đài Đức Mẹ La Vang. Cô Huệ nói Đức Mẹ tức là cầu Đức Mẹ lên đó, thì lại nhớ lại đài VNTV. Đó, đài VNTV thì là đã coi như là sẽ mời đài VNTV lên để lấy tất cả những cái hình đó, hình ảnh mà Đức Mẹ La Vang từ bên Ý về đó đến cầu lên, thì đài VNTV sẽ ghi nhận tất những hình đó để mà truyền lại cho tất cả trên thế giới đều biết được ở một cái góc khung trời nào đó của xứ Mỹ mà lại có một cái hình ảnh linh đài Đức Mẹ La Vang của Quảng Trị, một hình ảnh linh đài Đức Mẹ La Vang truyền thống, những cái biểu tượng của linh đài Đức Mẹ La Vang sẽ được đặt ngay tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang trong 1-2 tháng nữa mà thôi. Chính vì vậy mà quý vị không thể nào quên được, không thể nào quên được cái ngày mà chúng tôi vừa mới đưa ra và có trên màn ảnh để quý vị. Dạ. Trước nhất là để chiêm ngưỡng, để nhìn lại cái sự đau khổ, sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Dạ. Cái thứ hai, như cô Huệ mới nói và như ông Chủ tịch mới nói là quý vị chúng ta có dịp tham quan một linh đài đang là xây và cũng sẽ xây xong trong một tháng gần đây nữa là xong. Dạ. Sau đó thì phải nói rằng cái vấn đề đóng góp thì chúng tôi cũng không dám mời gọi tất cả mọi người đều đóng góp một cách gọi là nó như thế nào, nhưng mà nếu chúng ta có cơ hội thì cũng xin cho Đức Mẹ. Cho Đức Mẹ xin một viên gạch, cho Đức Mẹ xin một bao xi măng, thì tất cả những cái đó đều để lại cho con cháu và để lại cho tất cả những người trên thế giới đến thăm Đức Mẹ đều được hưởng cái ơn, và cái ơn đó được hưởng là ơn của chúng ta xây dựng lên linh đài Đức Mẹ. Thưa cô Hòa Huệ. Vâng, mình còn nhiều tư tưởng mình muốn diễn đạt đến với lại quý khán thính giả lắm, cùng tâm sự quý khán thính giả về một cái giáo xứ của người Việt Nam mà được mang danh, rất là hân hạnh được mang danh là giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Thì nhưng chương trình cũng đến đây cũng có hạn thôi, thì giờ nó có hạn. Vâng, thì em xin anh Paul chia sẻ một cái ý nghĩ của anh rất ngắn đến quý khán thính giả trước khi chúng ta chào tạm biệt quý khán thính giả, thưa anh. Cảm ơn ông Chủ tịch Quyền và chị Trường đã cho phép Paul lên đây để góp một vài ý tưởng trong dịp hôm nay. Thì rất là vui mừng, rất là cảm ơn ông bà đã gợi ý như vậy. Và một lần nữa xin cảm ơn, xin mời gọi tất cả những người giáo dân ở bên ngoài nhớ tới cái ngày phục sinh năm nay, xin tới cùng giáo xứ Đức Mẹ La Vang để tham quan, để chiêm ngắm tất cả những cái diện nguyện mà anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức để mà làm lên những cái gì mà để lại cho mai hậu. Đó thì rất là cảm ơn. Xin kính mời ông Chủ tịch Quyền. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình, và tất cả những cái tâm tình và tất cả những cái suy nghĩ của ông Chủ tịch đây cũng là những suy nghĩ riêng của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý khán thính giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm chấm dứt, và chờ nhân dịp là trong tuần Tam Nhật Thánh và cũng là những ngày sắp đến của một mùa mừng Chúa sống lại, thì kính chúc quý vị luôn nhận được sự bình an và mọi sự ơn lành từ nơi Thiên Chúa đến với quý vị. Và xin nhắc đến quý vị một lần nữa là chúng ta nhớ đến tham dự cuộc diễn nguyện của cuộc thương khó của Chúa Giêsu vào thứ Sáu ngày 29 tháng 3.